Hello, có bạn hỏi mình là việc mà lấy nhiều cái vật phẩm miễn phí trong game á có ảnh hưởng hoặc là cái gì tới cái tài khoản không? Thì đương nhiên là không nha, nó chỉ là chợt cái kho đồ của các bạn thôi, nên là các bạn cứ yên tâm và vô tư lấy những cái vật phẩm miễn phí. Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotquyệt.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán nhạc Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cày thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ, cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hôm nay thì Mai sẽ gửi đến mọi người hai cái body mà Mai cảm thấy khá là ưng. Đương nhiên là sẽ còn cái những cái body khác nữa, mình sẽ để một cái link cho các bạn vào đó mà tự lấy thêm những cái body miễn phí khác. Cái này hình như là nó làm theo cái điệu nhảy chuối mà mình cũng phải mô tả như thế nào nữa, mà mình nghĩ là các bạn chỉ cần nhìn vào đây thì cũng sẽ biết là cái ý của mày nói là cái gì rồi. Thì đây là vật phẩm đầu tiên, và nói chung thì tranh thủ lấy cái này đi nha. Mình nghĩ là một cái body khá là thú vị như thế này, nó sẽ chuyển thành robot á chứ không còn là miễn phí nhiều đâu. Cái body miễn phí thứ hai mà mày cảm thấy khá là ưng đó là TV Man này. Ok, lấy luôn, nó cũng đang là miễn phí. Cái TV Man này hình như còn một cái là Camera Man nữa, nhưng mà mình thấy cái đầu kia nó không đẹp, mình thấy cái TV này nó đẹp hơn. Thêm một số gợi ý cho mọi người là hãy nạp Robux vào để mà mua những cái body nó đặc sắc hơn như thế này đây. Thì có cái câu là tiền nào của nấy thôi. Việc mà các bạn chi Robux ra thì sẽ nhận về những cái body nó xịn hơn là những cái free. Nếu mà bạn không có kinh tế thì thôi cũng không sao, tại vì cũng có rất là nhiều cái body miễn phí nữa. Nhưng mà ý của May là nếu mà các bạn muốn nó đẹp hơn, hoành tráng hơn thì hãy dùng Robux. Đến với phần avatar thì May sẽ review hai cái body mà May vừa mới lấy được lúc nãy nha. Trước tiên là cái body Dancing Banana này. Đây, cái chuối nhảy. Hiện tại thì nó chưa có loát hết cái phần chân nên là cái chân nó bị tàn hình một khúc rồi. Tiếp tục, bây giờ Mai sẽ mặc vào cái body mà TV Man này. Ở đây thì nó để là chữ test, kiểu như là vẫn còn đang trong quá trình kiểm tra. Mà xui xui cái là nó có thể là body này nó bị xóa đấy. Thôi kệ đi, nói chung là chúng ta sẽ nhận được khá là nhiều body miễn phí từ trước rồi, chứ không phải chỉ riêng cái này. Sau đó thì mình còn cái khác mà. Các bạn có thấy cái body cái con gà tây kế bên cái quả chuối không? Đó, thì cái này nó vẫn còn đang free nha. Có gì các bạn vào cái kênh của May, May có up clip lấy cái body này nè. Các bạn vào đó để mà lấy cái link của cái body này. Nó vẫn còn đang miễn phí. Chắc là tương lai có thể là bán bằng Robux không chừng, tầm 2 Robux. Bây giờ thì May sẽ mặc lại cái body chuối và nhảy cho mọi người coi. Video của May đến đây được rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Có những body hoặc là cái gì đó vật phẩm miễn phí đặc sắc thì May sẽ làm video gửi đến mọi người sau nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.